Triệu Lệ Dĩnh đáp trả khôn ngoan khi bị mỉa mai vì quê mùa nên nhà chồng đuổi khỏi cửa. Những ngày vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đề tài quan tâm của đông đảo cư dân mạng sau tuyên bố ly hôn, chính thức bước ra khỏi cuộc hôn nhân hào môn. Nhiều người cho rằng có thể Triệu Lệ Dĩnh phải mất thời gian khá lâu để cân bằng cuộc sống. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai đây là thất bại của Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng nguyên nhân ly hôn là do gốc gác quê mùa chênh lệch với sự quyền quý của gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, dường như những tin đồn ác ý bên ngoài không đáng để Triệu Lệ Dĩnh quan tâm. Cô nàng nhanh chóng quay trở lại với công việc và còn gặt hái được rất nhiều thành tựu. Khi Anty đang miệt mài dùng bàn phím nói Triệu Lệ Dĩnh kém sang, không có nền tảng thì cô nàng nhẹ nhàng xuất hiện trên hai bìa tạp chí hàng đầu. Theo nhiều người, đây chính là cách trả lời đanh thép nhất của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Anty fan thay vì phải đôi co tranh cãi. Cách đây ít ngày, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi live stream giới thiệu sản phẩm mới thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng. Trong buổi live stream, Triệu Lệ Dĩnh cũng có tương tác liên tục với MC dẫn chương trình. Đáng chú ý trong quá trình đó, MC có đưa ra câu hỏi được cho là đang ngầm ám chỉ tới chuyện ly hôn giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, MC chương trình hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng, chị làm cách nào để đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống? Nhiều người cho rằng câu hỏi này đang ám chỉ với chuyện ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh. Đứng trước câu hỏi của MC, Triệu Lệ Dĩnh rất bình tĩnh trả lời rằng, tôi vẫn kiểm soát tốt cuộc sống của chính mình. Câu trả lời của nữ diễn viên Sở Kiều Chuyện nhận được nhiều bình luận tích cực từ công chúng. Ai nấy đều cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định ly hôn và sẽ không có chuyện hối hận trong tương lai. Trái ngược với vóc dáng nhỏ bé, Triệu Lệ Dĩnh lại có tính cách mạnh mẽ, luôn tự chủ trong cuộc sống, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Cho đến nay, nguyên nhân ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được dân tình vô cùng tò mò. Bên cạnh tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình và Triệu Lệ Dĩnh không được lòng cha mẹ chồng vì xuất thân nông thôn, mới đây một blogger lại tiếp tục đưa ra một nguyên nhân và khẳng định đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong không thể ở bên nhau được nữa. Theo blogger thì cặp đôi nổi tiếng này ly hôn có liên quan đến căn bệnh cũ của Triệu Lệ Dĩnh. Khi Triệu Lệ Dĩnh còn chưa nổi tiếng, việc quay phim quá cực khổ đã hình thành nên những căn bệnh không thể điều trị dứt điểm được. Sau này khi đã thành danh rồi, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối mặt với lịch trình công việc dày đặc khiến căn bệnh cũ tái phát và thân hình của cô cũng vì thế mà trở nên gầy gò hơn. Thời điểm mang thai và sinh con, nữ diễn viên 34 tuổi này cũng phải chịu những ảnh hưởng đến sức khỏe lớn hơn nhiều so với người bình thường, thậm chí còn có tác động tiêu cực đến việc mang thai sau này. Đối với những gia đình mang danh hào môn như nhà Phùng Thiệu Phong thì họ chắc chắn không chỉ muốn con dâu sinh một em bé duy nhất. Vì lý do này mà Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã lựa chọn ly hôn ngay cả khi giữa họ vẫn còn tình cảm.